sự đam mê. Ba bốn năm rồi. Oh my god. Ôi. Cái gì không Phương? Thì nhớ cho chút xem. Đang xem bản góc mặt đấy. Đang đổi hướng. Thì cho cô Yến xem chỗ góc này. Ok không Thảo? Thì mình xuất đi và rồi chả có cảm giác. Nó bị chai á. Nó chả có cảm giác gì nữa em. Chị Hạnh là có duyên rồi lúc này đó. Để hình dung lại được thì xào với cọc cần thịt bò ấy. Để lên miếng bông cho đẹp em. Wow. Oh my god.
đang trung tâm đi. Mai Thảo nhớ đi tập gym đi nha. Mụn này phải tập gym mới nặng được. Rung tay rồi mà, phản hồi rung tay. Thảo nó đang trên chứng kiến Thảo. Cục quán lực chai rồi. Để vậy em để em. Cần hết.